Đến nay, ở Nghệ An gần 1, 500 hectare quan màu vẫn bị ngập, 5 nhà bị sập, đổ, trên 1, 0 hectare ao biển nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại. 5 địa điểm thuộc tuyến đường điện thoại 539 bờ bị sạt lở ta lai, gần 22, 5 km đường nông thôn và 4 km đường quốc phòng dân biển bị sạt lở, hư hỏng. Ngoài ra, gần không, 6 km kè biển, 6 km kênh và hai trạng bị sản lỡ hư hỏng. Hiện chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ trợ giúp người dân khắc phục hậu quả. Những ngày qua, các tỉnh gian biển miền Trung đã có mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở vùng trũng trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa. Khu vực Tây Nguyên có 5 biển thủy điện chứa vận hành theo quy trình đơn biển xả lũ qua Tràng là Ru, Rong, Rai Linh 1, Bảo Lộc và 2. Về biển chứa thủy lợi, ở Bắc Trung Bộ có 2 biển vận hành xả Tràng là biển Cửa Đạt Thanh Hóa và biển Tả Trạc Thừa Thiên Huế. Ở Tây Nguyên cũng có 5 biển thủy lợi xả trà là Quy Con Tôm, Ai Ân Hạ, Ia Gia Lai, Ea Sao Thượng, Bớt Hạ, Trước tình hình trên, Tổng cục Thủy lợi cũng đòi hỏi các địa phương theo dõi sát tình hình mưa lũ, đảm bảo bình an cho giặc dùng hạ du, khác biệt là các đập, biển chứa thủy lợi, nhất là đang xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, các hô sung yếu. Tổng cục Thủy lợi cũng chú ý các địa phương chủ động hạ thấp mực nước các biển chứa nước có cửa gian xuống mực nước phòng lũ, bảo đảm bình an. Đặc biệt, không xả lũ bất soàn xỉn làm ảnh hưởng đến dùng hạ du. Diệt tích nước ở các biển chứa phải đảm bảo tích trữ được tối đa lượng nước theo tài năng trên cơ sở bảo đảm bình an đầu mối và dùng hạ du để chủ động đối phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tài năng xảy ra trong mùa khô năm 2019 đến 2020. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh lẽo liên kết với nhiễu động trong đới gió đông nên trong ngày và đêm nay ngày 19 tháng 10 ở các tỉnh gian biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa dừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dòng lượng mưa phổ biến 40-80 trên 24 giờ, có nơi trên 100 trên 24 giờ. Trong cơn giông có tài năng xảy ra lốt, xét và gió giật mạnh. Từ ngày mai ngày 20 tháng 10, mưa ở khu vực trung bộ giảm dần.